Hello. Testing. Mình muốn nghe mình rõ không? Ok, good. Mình không biết nét cái giật cái to luôn. Cái whole conversation được không ạ? Let's try. Ok. Jinxi. Jinxi có like không? Chính gì? Thanks Handy. Chính gì ấy? Chính gì không có ai kiều Nguyễn. Ồ, kiều Nguyễn có mấy cái lỗi đặt ở trong forum ha. Tôi đọc để tôi nghe. Mình tập trung mấy âm đó, mấy cái từ đúng không? Không thể. Để mình cua lại. Kỳ Nguyễn. Trời, sao giống tên con gớ vậy? Tao không muốn bọn. Tên Kỳ Nguyễn, tên Kỳ là tên con gớ mà con. Mấy bọn. Mình ít thấy tên Kỳ là con trời hết. Hello, smile, never. Hello. Are you there, Xin? Drop out. Drop out là bị đuổi học hả? Bị đuổi học không dạng. Hello, Thuyền Nguyễn. Oh. Hello. You there? Hello. Okay. Hear me? Okay. How did I'm good. How are you, Kiều? you do? So. Okay. Bây giờ á, bạn Kiều đọc lại giúp mình cái chữ này ha. Chữ này mình nghe thôi là cũng không thấy. Ok. Bây giờ Kiều muốn đọc lại cho mình nghe. Hood. Good, okay. Put. Bây giờ mình thêm S vô á, thì không phải mình thêm S vô thì mình giảm âm T xuống ha. Puts. Có phải là đọc như vậy á, kỳ nghĩa giống như đọc chữ nào đâu không? Put. Còn cái chữ kia mình nhắc âm T Nhưng lại, nhắc âm. mà âm ti mình chặn lưỡi sao mình mới ram s sao đi. Mình để sau khi mình để ví dụ như mình không phát âm thi ra mình nhắc lại thôi ấy, thì kỳ miễn làm sao phải put giờ mình lại cũng vậy mình dừng nó tí rồi mình đọc s ra này Hoods. Hoods. Right, đúng rồi, đúng rồi, Cảm cảm thấy âm tờ âm ti nó còn mạnh. ok. Còn mạnh, mình nghe không thấy phát ra luôn mà mạnh chứ. Ok, mình làm lại ha. Hoods. Còn cái này khác nè, cái này là push, push, mình chẳng có cái nhắc âm chi gì cho, phải không? Bây giờ làm lại. Puts. No, không phải. Ok, để mình nghĩ thử. Đang làm đang chấm dễ. Ok, không phải là khi mà âm thi này á là lưỡi của mình á nó áp lên cái vòm ở trang á hiểu không? Xong rồi có mình xì ra nghe mình áp dụng vô ha mình thử
Mình làm riêng miết, mình làm như vậy miết xong rồi thử có quen không. Ok. Put. Hai ba lần, hai thử thử vài lần. Put. Puts. Nghe nghe giống như là từ này. Put. Puts. Plus. Plus. Ok. Chữ này thử coi. À, hai chữ này nè. Rất như đọc ha, như đọc thử bạn kia những nghe ha. Less, less, Let's. Có phân biệt. Khó phân biệt ha. Ok, nghe là lần nữa hả? Tại vì giống như mình phải biết khác nhau rồi thì mình mới làm được phải không? Ok, em đi đọc lại hơn lần thử ha. Để bạn thì những nghe nghe là khó không cái. Let's. Okay, chữ đầu tiên nè. Let's. Okay, chữ thứ hai. Less. 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 Có khác không? Có khó không? Khá Ừ, khá nghe khá. nghe. Bây giờ mình tập ha. Mình biết cái mình khó lắm này. Ok. Let's. Ok, à Let's. đúng rồi, à, mình nhớ là thử thử đọc từ nay mà mình không phát âm chi để coi. Lại Let. Let. ok, phải mình để lưỡi giống như là mình chuẩn bị đọc tư thế mình đọc là âm chi mình không có phát ra, mình để vậy thôi. Yeah, biết. Ví dụ mình đã, nếu như mình phát âm chi thì mình sao? Let, right? Let, let, let. Mình không phát âm chi này. Let, let, Let. Let. nhưng có phải là ngữ bên trong ở cái để phía trên chút xíu không phải không? Yeah, Bây đúng rồi. giờ này mình để tí đó thôi xong rồi mình phát âm s ra. Let, Let. Let's. let, let. Let's. Let's. Ok. Xem đọc từ đơn đúng mà xem thêm S sẽ đọc sai hoài. Okay. Thử lại từ này. Heads. Heads. Ok, mình nghe chữ này đi ha. Ví dụ chữ này đi. Set. Sets. 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 Ok. Đọc lại tên mình lại ha. Let. Chữ walk, chữ walk hơi không? Walk. Từ nay mình chưa làm sao mà mình chưa làm Let's. Let's. Right. sao. Mình đừng tìm những đừng vội phát âm S ra sớm quá à. Nhìn cái gì. Hello. Mình té rồi. Testing. Mấy bạn còn nghe mình nói không? Không nghe hả? Em nghe không nghe, không nghe bạn Kỳ Nguyễn nữa. Hello Kỳ Nguyễn, are you here with me? Bạn đó bị té rồi. Bọn nó anh nghĩ internet bị chia á, chắc còn yếu hơn internet của bọn nghe nữa. bọn kia bị té rồi. Chương của bọn tiếp theo. Không. Khi mà hết
Khi mua mà internet được rồi thì gọi là nha, cho mình gọi người tiếp theo, người tiếp theo tên chi nữa, còn phải xin gì không, hay xin gì còn ở đây không, không còn ở đây là cái gọi người khó nghe. Nếu không có xin ôi Hello, Chim Chí. What's up, Chim Chí? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Can you what? Can you repeat your question? I was asking, never mind. I didn't ask you anything. What do you mean by never mind? I mean, không có chi. Quên rồi. Không có chi. Ok, chị đưa mình đọc cái conversation, đọc cái này ha. Cái Ok, để em vô nha. ok, cô Ok, rảnh đi giúp bọn họ vô để nói gì đó, sửa chỉnh microphone kìa. Jimmy, handsome and handy, you guys can help him or her. À, Kiều Nguyễn ơi, mình đọc xong cái bạn đi xong mình quần lại với bạn được không? vừa làm được hội thoại hả cô? Không, mình giờ mình đọc cái đoạn chim sì này xong rồi bạn mình học lại với bạn được không? Dạ, được. Được. Cảm ơn bạn Thị Nguyễn. Cho máy thông số về chưa? Ok, chim sì ơi. I'm here, chị ơi, bây giờ em đọc cả hai đoạn hay là... Em với chị đọc chung. Ok. Em đọc mà người E đi, chị đọc người đi. And run. The cops finally found the husband. What husband? The husband of the driver who ran over to college students at 3 a.m. Oh yeah, the girl died instantly, and the boy is still in the hospital. The husband said he tried to help the boy. Yes, he pushed him off the hood of the car. No, he said he gently placed the boy on the street. So what? They still drove off. The husband said a fire department was nearby. So what? Did he dial 911? He said we was thinking about it, but he didn't get around it. Okay. Get around to it. He didn't get around to turning himself in either. Mình giờ đổi vai ha, cái gì? Okay. Không thấy chữ mà của em đọc sai hết. The cop finally found the husband. What husband? The husband of the driver who ran over two college students at 3 a.m. Oh yeah, the girl dead instantly, and the boy is still in the hospital. Died, not dead. Died. Okay. The husband said he tried to help the boy. Yes, he pushed up the hood of the car. Pushed him off. Push him off the hood of the car. Okay. No, he said he gently placed the boy on the street. So what? They still drove her. Okay. The husband said a fire department was nearby. So what? Did he dial 911?
He said he was thinking about it, but he didn't get around to it. He didn't get around to turning himself either. Okay. Trong cái đoạn này em có hiểu chỗ nào em không hiểu không? Không ạ, em hiểu hết ạ. Okay, good. Tại mình không có cần không cần phải hỏi ý nghĩa không. Bây giờ chị quen em trong lớp reading có mấy chữ chưa có được. Bây giờ mình để chị vô coi xong rồi post lên ha. Ok. Ví dụ như thế này ha. Em đọc, không biết em có check không nữa. Này, chữ này đọc lại giúp mình, giúp chị với. Em có check ạ. Em đã nhìn thấy những cái dòng chị sửa rồi. Em đã đọc và sửa rồi nhưng mà em chưa kịp post lên ạ. Ok, khỏi cần post cũng được. Đọc ở đài tốt thì khỏi cần post. Ok, tối nay em post được không ạ? Đâu sao đâu, bây giờ em đọc mấy cái này chỉ là mấy cái bài lỗi thôi mà. Ok. Thấy chưa? Trong thao talk đó, thấy chưa? Em. Many homes built before 1978. Good. 978. Okay. Thế bây giờ chữ cái này. Lead is harmful to others. Very nice. Còn mình cũng có thể đọc là adults cũng được ha. À, cái gì hơi cách đọc nè. Cái từ ý wrong là đang what's wrong? You mean the word adults? Lead. Oh, đọc không đâu có phải là oh lead when a lead is harmful to adults. Thank you, Jimmy. Lead ấy là nghi là ngoài gì vậy? Sorry, chị nghe nhầm cái chữ này. Em đọc lại với lead. Lead is harmful to adults. Lead is harmful to adults. What does it mean? What does lead mean? In Vietnamese. Vay mượn. No. Không phải vay mượn là sao? Lend. Right? Lend me some money. Đọc Lee, sao? What does this mean? Lead. Cái này là mình đọc sao? Trong trường hợp này. Dạy lên không? Coi thì sửa bài rồi. Không đọc sai đâu không? Lead là chì á, chất chì á. Oh, Jim C chưa sửa đến bài này thì có ý nghĩa. Chị hiểu rồi. Ok, cái này là giống như là chất sắt, chất có nhiều chất sắt, chất bạc, chất kim cương, chất này nọ, vàng này nọ, nhưng mà lead là chất chì. Chất chì á? Chất chì. Hết. Chì thì không có tốt cho adult. Ok, để chị coi hỏi em còn sai chỗ mô nữa nè. Hết rồi. Ok. Trash can. Very nice, giống như là chữ mi SH này em đọc chưa? Nghe giống như S không thôi. Ok, cho nên là Trash can. Good, very nice. Ok, let's see what is left. Từ này. Put. Bây giờ nghe lại chữ put nè ha. Puts. Good. Nghe vậy là đúng rồi. Okay. Chữ đi nữa. Swallow. No, swallow.
Swallowed. Swallow. Swallow. À, chữ trước chữ swallow là đọc chữ gì? Chữ đỏ đỏ chữ này. What's up, cô gái? Choose. Choose. True. Hai chị cô gấu. Ok. Bây giờ còn có một nữa hả? Diary có nhiều lắm ha. Ok. Ví dụ như chỗ này thì như thế này. À, đúng rồi. Em đọc bài trong forum và em có hiểu nghĩa những cái đoạn đó là mang nghĩa gì không? Hiểu tất cả không? Gần như là thế. Gần như là thế. Okay. Thế chữ như thì đặt như thế nào? Allergic reaction. Ok. Hơi chữ em đọc sai trần luôn ha. Chữ đầu tiên nè. Chữ đầu tiên nhấn âm hơi thì em đọc em. Electric. Allergic. Allergic. Electric. Allergic. À, còn cái này cũng nhấn âm hơi luôn, nghe em đọc thế nào? Reaction. 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 Đi trừ đặt hơi cớ luôn thì đặt em. Allergic. 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 Reaction. Reaction. Allergic. Gáo nha. Gáo xử bại nghe. Mình nghe bọn gáo biết là nghe. Ok. Chị mua nữa. Ok. Ví dụ như là chị này. Chị này thì đẹp. Diarrhea. 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 I don't think this word in the paragraph. Chữ này chị qua cái đoạn khác rồi. Qua cái bài khác của em rồi. Diarrhea. 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 Không có chữ. Cái này mình không đạt đó. Em ơi. Diarrhea. Không có đặt chữ đó nên mình đọc diarrhea, 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 diarrhea. Không có đặt chữ hò này. Diarrhea, 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 diarrhea. Ok, thử lại nè. Diarrhea, diarrhea. Rear, rear, rear. Vậy, tính kiểu mình tâm. Mấy cái này là phở thốt slang cho chị nghe là ở nhà, okay? Yes. Okay. If you have time, of course, if you have time. How about this one? Scrape it off. Scrape it off. Cái từ vừa rồi hả, diarrhea. Có nghĩa là tiêu chảy đó, handy. Scrape it off. Scrape it off. What are you laughing at? Thì có nghĩa tiêu chảy thì nó tiêu chảy như em. Scrape it off. Scrape it off. Scrape it off. No. I'm long A. Okay. Scrape. Scrape it off. Scrape it off. Scrape it off. I'm sorry. Okay, hết rồi. Bây giờ để qua cái khác coi thử. Okay, có một chữ này nữa thôi ha. Okay, chữ này đi đang. Rotten. Okay. Routine có nghĩa là gì? Routine. Hàng ngày ạ.
đúng rồi, hàng ngày. Ok. Daily Routine nghĩa là hàng ngày. Em có hỏi gì chị nữa không? Can you repeat that? Ok. Chị any questions? Do you have any questions? I have only one question. Okay, what is it? My question is, can you talk with Tom? Yes, of course. I would love to. Thank you. You're welcome, sweetheart. Bye. Thank you. Okay, Em. Bye, Chi. Okay, bye, Em. Bye, Chi. Okay. Hello, Jinjin. I mean, hello, Tom. How are you today? I'm very I'm very good today. What about you? How is school? Oh, it was great. Oh, great. You like the new school? Yeah. Mm-hmm. Oh, you know that my class only have 35 students and 12 is male and 25 23 is female. Oh my gosh. Wow, so there's like so it's a little bit uneven in terms of male to female in your class. So there's a lot of females. And only 12 boys. Yes, because I'm in D. Yes, in a grade D, it's had much literature and English. Oh, so oh, em học khối D không? Khối D là toán hóa toán văn anh. Yeah. Oh. Okay, chị hiểu rồi. So, yes, and it's ready. There has a lot of girls. Oh, học toán văn anh thế bữa sau thi ngành gì? Dạ. Học toán văn anh chứ bữa sau thi ngành gì? Thi toán văn anh thì sao? Thi các trường có khối D ạ? Oh, like a foreign trade university, right? Maybe. Yeah. Yeah. Anyway, so. Look at, click on this link and we're going to read the second dialogue. Okay. Okay. The second, right? The second one, yeah. Cindy and I are reading. Is that your homework? Yes. Right. Okay. Are you A or you want to be? I want to be B. Okay. I will going to be A. Have you done your homework? Okay. Not yet. Then why are you watching TV? This is my favorite show. Go do your homework. But Mom. You can watch TV after you do your homework. But the show will be over. There will be another show next week. Please. You know the rules. I hate the rules. I can't wait till I grow up. Mình những cái tốt mình không có đọc gì trơn. Okay, làm lại lần nữa ha. Let's do this one more time. Maybe. Oh, now you'll be again? Yes. Okay. Have you done your homework? Not yet. Then why are you watching TV? This is my favorite show. Go do your homework. But Mom. You can watch TV after you do your homework. But the show will be over. There will be another show next week. Please. You know the rules. I hate the rules. I can't wait to let go up. Okay. Oh, my. Sounds better. Okay, let's switch. Yeah, let's switch. Okay. Have you done your homework?
Not yet. Then why are you watching TV? That is my favorite show. Go do your homework. But Mom, you can watch TV after you finish, after you do your homework. But the show will be over. There will be another show next week. Please. You know the rules. Oh, I hate the rules. I can wait and wait till I grow up. Okay. Còn má em đặt cái chữ này chưa chưa hiểu nè, em đặt lại đi. Baby. Okay, đặt lại lần nữa đi. I can't wait till I grow up. 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 Okay, chú ý thì mình học chữ can't. Okay, I can't. Giống như né ngầm thì I can't, với lại can khác với chữ kia can nó rất là thoải mái, phải không? Những chữ này giống như nó attract nó. Why? So why? Maybe my internet has problem. Yeah. But chị tưởng nội cái nét mình là cái tân thôi chứ. Lần đi em hiểu hết mà phải không? Tâm yes. Thế. I know all, I can understand all of that. Okay. Giống như là nói rất là dễ đọc, cho nên khi đọc thì chị expect là mình đọc theo đúng cái core information nhất định á, thì yeah. I you did it and it was good. Okay. Thank you. Do you have any question, Tom? Oh, I don't have any question for you, Chibuni. Okay. Oh, lớp 9, em học lớp 9 rồi hả? Đến nay là em học ban chi rồi, ở lên lộn, học bài ban chi rồi. Lớp 9 thì mới đọc. Now I'm... Hả? Now I'm in 10th grade. Oh, in 10th grade. Lớp 10 thì mới đầu vô là học ban bài chi lên rồi. Bài chi nguyên rồi em. Là gì á? Chị nói lại được không chị? Bài học ban á, lớp 9 thì mới đầu vô mình học bài chi nguyên rồi. Bài gì? Trường em phân luôn ban chị ạ. Không, ý chị hỏi là những bài ban lớp 10 là mới vô năm học là học bài chi trước. Học bài phân loại về các loại văn học, văn dân gian, văn hiện đại ạ. Đây là bài đầu tiên bọn em học đấy ạ. Thôi chị không có hủ hóa gì nữa hết, chị em cũng không hủ chi chị hết, thứ chị của người tiếp theo ha. Okay, thank you. Thank you, chị Uyển Nhi, very much. Goodbye, Sarah. Okay, về nhà nhớ tập chữ can't nhé, okay?
I can't wait. Mm-hmm. I can't wait. I can't wait until I grow up. I know. I can't wait until I grow up. Oh my. I can't wait. Mm. I can't wait until I talk with you more. Okay. Sao rồi? Không phải là can, mà là can't. I can't wait. I can't wait. No. So I'm like, can't wait. Can't. Mm-hmm. Can't wait. Mm-hmm. I can't wait. I can't wait. Mm-hmm. I can wait. I cái mà có tôi có thể chờ thì làm sao? I can wait. Còn nó là I can't wait. I can't wait. Uh-huh. Đó là không, không. Còn có thể chờ thì nói là I can wait for you. I can wait. I can wait for you. Wait. I can't wait. Okay. Okay, good. Nhớ là còn sao thì chị hỏi lại đó, okay? Yes, boss. Okay. Bye for now. Okay, bye chị Bội Nhi very much. Thank you. Sorry. Thank you chị Bội Nhi. Sorry about that. I'm wrong. Sometimes I get crazy. Okay, you know what, chị? Bye em. Okay, cảm ơn chị. Bye. 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 Nói hồi không biết mình nói chi luôn. Ừ vậy. À khoan chi mi ha. Mình phải nói với bạn Kiều Nguyễn mày đó ha. Ok. À bạn Kiều ơi, cảm ơn bạn chờ ha. Hello Kiều. Yeah, cô nghe không? Ok, nghe rồi. Bây giờ mình trở lại cái bài mà bạn Kiều đọc bữa hôm đó mà cái chữ đó ha. Okay. Hồi nãy mình tập chữ let với lại chữ set. Let. Mình phải tập chữ này được mới được. Mình không có tập được chữ này khó chịu quá. Mình phải tập chữ này lại. Okay. Chữ nào? Cái chữ mà put. 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 Ok. Có vẻ là như tốt hơn là không? Phải không? Bây giờ chữ này. Let's. À, ok. Mình nghe được. Các bạn có nghe được không? Ok. Thế chữ này thì nha. Set. Ok. À, ý là hình tấn có thấy anh Kiều Nguyễn đi lạc để đi đúng không? Chữ này coi. Hats. Mình dừng chỗ chữ T ha, xíu ha. Hats. Ok, đúng rồi. Bạn Kiều Nguyễn là đúng rồi. Okay. Nhưng mà bạn Kiều Nguyễn phải về tập cái này nhiều nghe. Ok, phải tập. Cái chữ này vô. Walk. Ok, mình không hiểu như sao nói chi luôn. Ok, bạn Kiều Nguyễn này có chữ ni. À, đúng rồi. Mọi người cứ quay mic. Nếu mà cứ quay mic cái chữ last ni á, bạn đọc được rồi đó, thì chữ pick ni á cũng tương tự thôi, giống như mình nhét cái chữ nắp âm k lại, không có phát ra, rồi mình dừng khí rồi mình phát âm này. Bây giờ bạn Kiều Nguyễn đọc chữ này giúp mình đấy. Take. Good. Tập. Ok. Take. Ok. Bây giờ Kiều Nguyễn nhắc âm K lại. Đừng giảm xuống. Giảm âm K xuống rồi mình phát ra chữ S. Có tài linh ở dưới đó làm trọng tài. Chị Hồng Mô tài linh cho qua. Thì đi qua. Picks. Very nice, right?
Đúng chưa? Trên này nghe đúng chưa? Và không, mọi người đúng. Bạn kiểu những đọc bạn đúng rồi không? Rồi kênh internet tiêu dục của mình đó, mình ra khỏi thao thoát rồi để mình vô lại. Ok. Không đi đâu. Ok, mình vô lại rồi. Đọc chữ pick lại cho mình. À. Hey, không test. Bây giờ hai cái cho mình câu hỏi bạn trong được không? Chị, có một chữ đầu ngưng hơi lại chữ sau liền. Ok, làm đi, làm đi. Pigs. Pigs. À rồi. Pigs. Pigs. À. Khoan, để mình vô lại thao thoát đó. Internet nó yếu quá. Tôi bị lót à. Không có vô được nữa. Còn nghe mà cô. Nhưng mà mình không vô được thao thoát nữa. Ủa sao kỳ vậy đó? Thì tại nét mình yếu quá. Nét mình cao trộn của họ nên yếu. Cái tham ao cái bao thoát nó mất cả như càng cả phút đó mà. Ok. Không biết bằng này có được không? Hey bọn ơi, còn từ mua nữa mà mình quen không bọn? Ok, tour. Ok, mình nghe từ tour. Bọn đặt không được có. Giờ thì đặt lại mình tour. Door. 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 What? Okay. The door. The door. Ok. Nhưng ý mình nghĩ là hiểu được, nhưng mà mình thấy like you are trying too hard, you know. Thấy kiểu Nguyễn cố lầm quá nên thấy không, nên nghe không thấy thoải mái xíu thôi, chứ mà cũng hiểu chứ, phải không? The door. Hôm trước em học chứ đá cho đùm mấy âm này, em đọc cái đồ mà sao vô trong trong động văn em khó đọc, khó khó. Ok, ví dụ như thoải mái chút xíu đi, đặt lại để mấy ví dụ như close the door. Close the door. Door, close the door. Close the door. Mình qua chữ như hồi nãy thì miễn hỏi phải không? Walks. Yeah. Walks. 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 Okay. Có nghe được. Nghe từ walks. Walks. Vô trong khi đọc á, hiểu nghe toàn là để quen cái mì mà. Bà một kì à. Bằng chuyện những ơi, đừng có quay ngang đi ha. Hồi nãy giờ mình tập toàn là những cái mà có âm K hoặc âm T rồi mới thêm âm S sao. Nhưng giờ tập thì tập lung lần luôn. Mấy cái đi tập lung lần luôn. Ví dụ cái mi nữa nè. Socks. 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 Đó là có âm K nên mình nhắc âm K lại nữa. Socks. 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 Right. Giống như chưa được như em muốn. Thầy chưa em tay. Chưa như mình khó tính. Đặt thử tiếng đi. Picks. Picks. Picks.
Pigs. Pigs. Ok, mình đọc không chữ như coi. Mình không phát âm kê đâu, thử coi. Pig. 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 Pigs. Pig. Pig. Pigs. Pigs. Okay. To wave. Bạn đọc to wave nhé. Bạn không có chú ý tới cái length of the vowel. The vowel. The short A sound. Cái này là voiced. Vậy cái này là unvoiced nên mình phải đọc dài ra chút xíu. Okay. Yeah. Wave. 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 Nice. Nữa thì có phải là nó thành wave. Nhưng mà wave. Wave. Yeah. Waves. Yeah, wave. Waves. Okay. Yeah, thì được. Trong forum thì đọc giống như wave. Wave. Còn khi không nghe là âm này. Tại vì có khi cũng... do chất lượng ghi âm không kéo dài đấy nữa nên mình nghe thấy. Ok yeah. Bạn cô dù bia đi đâu đó. Hết rồi, để mình coi còn cái âm mà cần lưu ý không. Yeah. Oh, còn đi nữa. Ok. I'm trying to think. Break. Break. Breaks. 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 Phải người ta có giống như khi mình nghe á, khi mình nghe đúng thì mình không cảm nhận được là bạn có để ý tới âm K tự. Nhưng mà bây giờ thì như đã không? Okay. Mình có tật nói chữ ok hay nhiều ha, mình bỏ biết không được. Yeah. Nên là sao? Là sao cô? Không, never mind. À. Cứ nói em chứ. Không, nói bận gì á. Mình hay nói chữ ok nhiều quá, như cái sữa mà sữa không được. Yeah. Bây giờ nói cái chữ này giúp mình tới. Pieces. Pieces. Mm-hmm. Right. Pieces. Pieces. Long e. Long e. Ở trong nó thì bạn đọc long chi? Oh, ở trong nó là giống là short i nữa, không yeah. Nó nghe ra âm long cho nên mình mới yeah. Sai. Yeah. Pieces. And what? Pieces. Mm-hmm. Right. Như vậy, yeah. Khi mà Kỳ Nguyễn record á, và Kỳ Nguyễn đừng có bỏ cái microphone gần miệng quá, cứ gió gió đấy, không nghe gì hết. Nó rè. Right, nó rè, không nghe gì hết. Okay. Yeah. Ví dụ như chữ niên nữa. Ok. Niên nè. Read. Read. Ok. Bây giờ thêm S vô. Read. 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 Mình lý thuyết khi mình học lứa còn về thêm thời gian để tập luyện á kiểu. Hey. Đọc từ đơn. Hey, bạn kêu tiếng kiều thiệt đó hả? Hay tiếng kiều? Kiều. Kiều. Bố mẹ đặt dạy cho chịu thôi sao? Tưởng kiều là con gái đặt tên kiều thôi chứ. Rồi chứ. I see, right? That's the point. Drops. Yeah. Drops. 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 Ở trong nó giống như, đặt như là long o, drops. Có không? Mình quen rồi. Nhiều người quá yêu quen. Ở trong đó gì? Đâu em nhớ đó em đọc là sauce. Sauce A. Chắc là không rõ đi nhé. Cái gì vậy?
Okay. Subtle. Okay, thử lại lần nữa nè. Drops. 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 Thì như những cái âm này cộng thêm cái âm S này á, thì là những cái mà bọn chuyện phải luyện tập giống như trong từ vừa rồi đó. Drops. Yeah. Không bỏ mình của ông tiếp theo. Yeah. Hôm qua cô nói em không tiến bộ, em buồn quá không ghi âm nữa không nữa. Thấy muốn ấy mà không tiến bộ thì kêu không tiến bộ chứ em. Anh như cái đạo nó khó quá, hôm bữa cô SK cũng nói vậy. Không tiến bộ. Đọc đoạn kia đọc bình thường. Ừ. Yeah. Good. I will call the next person. Okay. Okay. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Hi all. Bye. Bye. So who is the next person on the line? Oh, phải anh trước ha. Because he's young. How old are you, Jimmy? Sorry, not sorry. But my class is for young learners, so I have to have them call in first. Are you there, Huỳnh Tuấn? Are you there, Tâm? Okay, call me, please, Tâm. Ê, để coi thử bạn Tâm sai đọc bài tuần này sao chỗ mô ha. Có một chữ thôi. Scrape it off. Hai Tâm. Hello, mọi người. Không, ông chị, để chị nghĩ cô thử em còn chữ mô trong này không ha. Chữ này. Scrape it off. 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 Okay. Từ đó cái việc chưa ta lên mày nghĩ là ok rồi. Ok, không chữ này nữa, chữ tiêu chảy này nữa. Diarrhea. Diarrhea. Nhưng em nhắn câm thứ ba luôn á. Nè, diarrhea. Diarrhea. Ok. Còn từ này nữa. Này. Allergic. Allergic. Reaction. Allergic. Okay.
hết rồi, em đọc đúng, không có sai nhiều, không có sai. Oh, cái từ ni rất là dễ mà sai nữa là không được. Ok, từ ni này. Oh, girls. Oh, but girls, girls, girls. Girls, girls. Em đọc giống như là em rất yêu mà không phải, cái này là long O mà girls. 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 Okay. Girls. Em đọc girls nữa ha. Girls. 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 Right. Good. Okay. My grandpa is watching me. Okay. So weird. Telephone. Mình đi mà đặt xe để là thôi vậy. And telephone. Telephone. Oh, mình đi mình đọc, mình tập rồi mà không? Đúng kia. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Thôi, hết rồi. Ok, mình đọc bài mới. Đọc cái bài do your homework ha. Hai cái này muốn đọc không? Oh, we don't have dictation today. Oh, we do have dictation. You want dictation? Okay. Không sao, để tìm dictation ha. Để mình tìm dictation. Okay. Dictation number two. Number two. Ý nghĩ mà không có number two. Oh, đây. Câu số mấy rồi? 1001. Okay, I see it now. Okay. Okay. Okay, now I'm ready. Okay. Now you see what I go through every day. Now you see what I go through every day. Okay. Okay. Cái bọn không biết rồi. Oh. Oh, they copy and paste. Okay. Now you see what I go through every day. Now you see what I go through every day. Oh, anh nhớ đi chơi vui ha. Chị kêu một người nhường chỗ vô nữa. Xong đó một người gọi ở trên đi. Xong có một người, một em thì đọc, người kia thì đọc cái lời đi cho nó vui ha. Thế à, để em, ai là người tiếp theo? Tâm ơi. Hey, yes. Ai là người tiếp theo? Chị gọi người đó vô luôn. Simsy qua rồi. Simsy mình đọc với Simsy rồi. Simsy mới giơ tay lên lại cô. Nhưng mà chị đọc với Simsy rồi, để coi bạn tiếp theo đi. Oh, Mr. Simple. Mr. Symbol, ở đây có Mr. Symbol không? Mr. Symbol, are you there? Nếu không có đó, comment please, it's number two.
Ủa sao đen mà không có chữ xanh xanh như hồi nãy nữa? Ok, Hồng Ngọc gọi cho mình ha. Hồng Ngọc gọi cho mình đi, rồi tập trung với là hình tướng cho vui ha. Ý đó thì hai con người lại trở lại. Ok, bà Hồng Ngọc ơi lên trước kìa, ca sĩ Hồng Ngọc ơi. Yes, bạn. Trời ơi, cái của mình nè. Ok. Cái của bọn là chi? Gọi cái người đầu tiên á, chắc cứ mọi nghĩ biết nữa. Đúng rồi. Nick Hồng Ngọc là chị. Ok, không chịu buồn để mình gọi cho nhanh. Chờ bọn Hồng Ngọc của ấn lao quá đi á. Ok, được rồi. Hello, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Công chúa Hồng Ngọc. Ca sĩ Hồng Ngọc. Hello. Sao không nói chị hết rồi á? Không, không ạt chưa được. Công chúa Hồng Ngọc phải ạt tự nhiên trước đều không ạt hả? Ê, rắc rối quá rồi. Sao không ạt, để ạt trước rồi. Rồi. Tại công chúa chưa á, em quên lộn, cởi tại không ngạc tự nhiên cho công chúa rồi. Không ngạc chưa cứ ạt mình á, ạt mình như trước đi, rồi gọi chẳng dễ đâu nghe, tại mình nhắc máy rồi nhưng mà không biết kéo vô được, tại hình như chưa á, cái ạt vô nên kéo không được. Ạt mình vô đi, mình ạt rồi đó, mình send request rồi. Có được mô. Ai biết ạ không? Xem chưa? Crush cho Hồng Ngọc rồi đó. Hồng Ngọc accept mình đi. Accept me as a contact. Nó thì ép nick của Nghi vô luôn đi. Ép nick của Nghi vô luôn đi. Ủa rồi thì không thấy. Ok, được rồi, được rồi. Here you go. Finally.
Hello, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Hello. Nghe được không? Ok. Hello. Hello chị. Nghe hả? Nghe, nghe. Để em yêu lại phát to. Ok. Rồi ạ. Chị đọc ha. Sao nghe ồn vậy? Chị cho em đọc âm được không ạ? À, đọc ra. Đọc dictionary ạ. Ok. Dictionary là cái gì? Ok, đặt cái câu. Em có thấy chị đưa mấy cái câu lên Skype không? Em thấy là chị đưa. Ok. Bây giờ em đọc câu thứ hai giúp chị đi. Một nghìn hai. Thầy, em đọc nghe nè. My S up 65. Ok. Thôi mình học âm đi ha. Đọc mấy cái này khó quá. Ok, học âm đi ha. Cho dễ. Ok, mình học âm. Chị xem cho âm nó khóc ai vậy? Ok, I'm short I. Ví dụ như thế này, đọc đi. Em. Yeah. Hit. Ok. Hit. Việc việc. Thế này sao? Thế nào thì đến? Dead. Yeah. Ok. Alright. Thế em đọc từ sit. Thế này thử. Shit. No. Ok. Không là không đọc. Ok, đọc đi nè. Shit. No. Ôi, đừng đọc tên đó nữa. Tên nó nghe nguy hiểm quá. lại từ từ là ok. Him. Him. Ok, good. Đó ha. I'm sure I thì mình cứ him. Ok, mình đọc chữ này này thử coi. Timmy. Timmy. Okay. Tên chuẩn quá hết trơn rồi. Yep. Okay. Đọc tên đi. If. Yep. If. Okay. Hồng Ngọc ơi, bữa nghe không nghe Hồng Ngọc rõ, không biết tại ghen á. Không nghe Hồng Ngọc nói chuyện rõ. Chị nghe chưa? Chị nghe rõ lắm, không có... À, chị nghe không có rõ. Chị nghe không có rõ. Chị nghe cái nhỏ nhỏ giống như là em ở xa lắm. Lắm à. Dạ vâng, ok chị. Em đọc mấy anh, chị nghe xem là... Kiệt. Biệt. Bit, huh? Bit. Liệt. Không hiểu chữ đó là gì. Dạ. Từ giải pháp đi ạ. Giải thoát là từ gì nhỉ? Escape. Thuyền.
Okay. Red fin. Okay. Fin. Hồn quá, mình không nghe chi. Nó lại khi Hồng Ngọc thấy rồi đó. Cho nên khó nghe quá, mình không nghe rõ chi hết á, không nghe rõ. Thì không có biết là Hồng Ngọc đâu đọc chi. Hả? Chị ơi. Ừ. Bạn ơi. Ừ. Nói chi đi, nói gì nói đi. Muốn nói chi? Sao đi nha, ở đây mấy bạn nói ồn quá. Ồ. Mình cũng biết bóng chi nữa. Thì nhưng mà mỗi khi mà Hồng Ngọc type đó gõ chữ đó mình nghe ngon á. Ok, bây giờ á mình đã cố gắng đọc thêm vài chữ nữa ha, chứ mà lên đây rồi mà mình không đọc thì phí công mình nãy chị à biết lâu quá. Ok. Chữ ni. Chết. Chữ S thì có vấn đề chữ S rồi. À từ à tập chữ này, tập chữ này cho mình nha, đừng cứ gõ nữa ha. Head. Ok rồi. À thế chữ này thì sao? Bên hả? Bên ok. Phiền. Thế. Phiền. Chữ này. Đọc giúp mình. Quyền. Đọc. Quyền. Quyền. No. Chữ này mình đọc này. Quyền. 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 Chiêm, này khó quá nhé. Chiêm. Ok, lại dính tới ông chê nữa ha. Thôi mình bỏ qua chữ đi lên. Mình đang tập trung vô chữ short i nè. Giờ đọc chữ này. Thép. Thép. Thép, ok. Thép. Bây giờ á, Hồng Ngọc biết được âm short e, âm short i rồi đó. Bây giờ mình chuyển qua âm non y ha. Ok. Âm long y là nó mình đọc giống như chữ y tiếng Việt của mình vậy đó. Y. Okay, one more time. Okay, ví dụ như em học chữ này coi b. B. Okay, b. One more time. B. B. Okay. Chữ này. She. Okay. She. Không đọc chữ S nhé. À đúng rồi. B. No, hồi nãy giờ em đang đọc y mà sao em đọc qua e, đang đọc y mà khi không được đọc khi là mình đổi âm mất rồi thấy không? Dạ vâng. Okay. Khi chữ này mình phải phát âm bật hơi ra khi vậy rồi ha. Bây giờ mình hỏi nói cái âm yên
mình kết hợp á, âm thi đằng sau á. Hey à. Thôi ạ. À. Ok. Him. Him. Hit. Hit. Hết phải ông nghe mình nói ha. Dạ. Nãy giờ mình đang tập trung âm lon y phải không? Là hả? Hồng Ngọc không có được phải giữ âm lon y. Hồng Ngọc không có được trải qua những âm khác. Ok. Bây giờ mình đọc chữ này trước. Dạ. Chi chữ chi mình đọc chữ đọc hơi ra chi. Chi. Good. Bây giờ vẫn a vài ha. Rồi Hồng Ngọc thêm âm chi cuối cùng nữa mình đọc nè chi. Oh wait. Ok mình đọc qua chữ này ha. Heat. Heat. Ok là hả Hồng Ngọc đang đọc chữ này nè. Ok. Bây giờ ví dụ như chữ này đi. B. B. Bây giờ á, mọi người bỏ thêm chữ T đằng cuối thì Hồng Ngọc đọc ráng. Bad. No, mình đang đọc Y mà, đọc qua E E rồi. Sorry chị nha. Beat. Thêm chữ T cuối, thì Hồng Ngọc đọc sao? B. Eat. Eat. Ok, có hiểu ý của mình khi có hiểu ý của chị khi mà mình nói là mình giữ giữ âm không? Giữ âm á là không có được đọc qua e, bad đọc phải là sai qua e rồi đó. Ok. Ok. Chờ mình đọc chữ này đi ha. C. C. Ok. Bây giờ chị ghép theo âm chi hình sau thì đọc như thế nào? Set, seat. Good, đọc set là quánh nghe. Đọc set là mình giận quá không nghĩ chơi luôn nghe. Ok, đọc lại nè. Ok. Seat. Seat. Ok. À, Hồng Ngọc đang đọc cái chữ này đó. Ha, từ chỗ ngồi đó, seat. Khi mà mình đọc âm long y này, với lại khi mà Hồng Ngọc đọc cái chữ short i trong cái từ read không? Short i read là chữ âm short i đọc là i. Short i là đọc e e e. Còn long y là mình đọc y. Đi ghép hai cái chữ này với nhau chung ha, âm này ha. Rồi Hồng Ngọc đọc lại cho mình nghe ha. Đọc sai là mính nè. Ok. Biết. Biết. Giỏi quá đi á. Ok, đọc lại lần nữa nè. Dead and beat. Biết and beat. Ok, có SK cho qua được chưa? Ok, bây giờ đọc cái đi nữa cho cô SK nghe nè. Ok, từ đầu tiên là âm short A thì mình đọc ra. Hit. Hit. Wow, được chưa? Có cháu lên lớp được chưa? Ok. Mọi người nghe cho gọi video luôn. Trời, em thấy mặt cô SK chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Mà sao cô SK thấy mặt em thôi mà em chưa thấy mặt cô SK hả? Cô hát thì anh ra nữa. Đừng cho cô SK lừa đó. Dạ. Đứng sau. Không sao đừng cho ai thấy mặt hết á. Nhưng bị cô SK lừa cho thấy mặt rồi mà. Ok, giờ mình đọc
Đọc cái chữ mấy bạn văn mấy hai chữ nó lên nữa đi. Ồ, chữ này nữa nè. Chữ này hồi nãy giờ mình đọc nè, hai chữ này. Siết. 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 Âm thứ hai là âm long y thì mình phải không có được đổi âm, mình chỉ đọc âm long y thôi. Ok. Siết này, bây giờ mình mới nói tới âm này nè, hơi âm này cũng rất là khó nhau. Nên em đừng lộn, khi nãy em đọc chữ ni là thành shit. Dạ không đúng, ok. Giờ mình đọc lại nè. Shit. Dạ, shit. Ví dụ như chữ 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 ni á, thì em đọc sao? She. Okay, good. She and she. She and she. Giỏi quá, giỏi quá. Ok, à, đọc tiếp chữ mô nữa hè. Chữ nào có chữ sa nữa? Chữ này, chữ này đọc thử nó. Show. Show. Giỏi quá. chữ ok, đọc chữ này coi. Sent. 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 Ok, đọc cái từ từ mà Barbara được ghi ra đó. Shop. Shop. Bạn đi đọc chữ chữ shop, chữ âm đi giỏi rồi nè. Ok. Ok rồi. Em nói ra. Dạ, em chỉ sợ đồng với âm ti thôi ạ. Âm ti hả? Âm s ni âm s ni Hồng Ngọc rất là tự tin đặt rồi mà mình cho qua chưa mình đã xong rồi diệt luôn ha. ok, chữ hai chữ này thì đọc sao? Đọc ra. She. No. Qua âm đi rồi, thấy không? See. Không có đọc, không có em không có cong lưỡi khi em đọc âm này ha. Chỉ là dạ vâng. Ok. Mấy bạn ơi, quen mấy chữ lên nữa đi. Chữ mua nữa, chữ quần y quen mất rồi, không nhớ chữ mua nữa. Sam, đọc đi. Sam. Chữ này, đọc đi. Chữ ok, chữ này thì sao? Xin. Bạn Ngọc Vũ đưa ra cái nó rất là dễ nè, để phân biệt nè. Hồng Ngọc đọc hai chữ ni mình nghe với. Su. Ok. Hả? Được rồi ha, được chưa? Bạn Ngọc Vũ thấy được chưa? Ok. Hết rồi thôi. Mình hôm nay á mình học hai cái này thôi. Rồi ngày mai á học mà hai cặp này thôi. Rồi mai mốt mình học tiếp. Đọc mấy cái mà HK biết ra kìa. So. Good job, đấy, đúng chưa? Sam Phạm nói đúng rồi kìa, giỏi quá. Ok, vậy về nhà luyện tập thêm hai cặp đi ha. Dạ vâng. Ok, vậy bữa sau gặp lại bạn Hồng Ngọc nha. Thank you, chị ạ. Dạ. Ok. Đừng có cho SK coi mẹt nữa nghe.
Nghe là bị cô đang gian chị ạ. Ờ, đừng cho cô Ski lừa nữa. SK nghe, mọi người biết rồi nghe. SK đi lừa mấy bạn học sinh cho coi mẹt nghe. Really? Em đi cũng xem rồi hả? Ok, oh, Vân Tướng ở trong đây với chị biết mình chưa đọc nè. Cái bộ ở dưới là viết bài dùm với nó, ngồi không chơi làm chi. Handsome kìa. Mình sẽ quét cô làm chi. Mình tính tâm ơi. OSK cũng thấy mình rồi mà. Mình cũng tự nhiên không biết. Tâm ơi, có đây không? Yes, I'm still here. Thấy được like 80% rồi gì nữa. SK thấy em được 80% rồi. Oh, em đọc tới câu 1002 kìa. Thiếu đầu thôi. Yes. Thiếu cái đầu thì cũng là nhiều rồi. À, câu em đọc đi, mọi người trong room chắc đang chuẩn bị viết. Okay. My father retired at the age of 65. Okay. One more time. My father retired at the age of 65. Okay. My father retired. Retired. Tired. Em ơi, ví dụ như là cái nữa mà không có ET, không có D, không có thầy mình đọc là retired. Còn có ED là mình đọc retired. Thêm cái chữ D nữa chứ. Retired. Retired. My father retired at the age of 65. Okay. Câu 1003 nè. I'm afraid he's just gone out. Mm-hmm. I'm afraid he's just gone out. He's just gone out. Yes, he just gone out. Oh, so mượn chị cà tưng nữa rồi, không nghe chị hết rồi. Ok, đọc câu một tiếp theo tâm mới, em đọc câu tiếp theo. Ok, did you play baseball yesterday? Did you play baseball yesterday? Do you play baseball yesterday? I didn't. Okay. Pension. Tom certainly. Vâng ý từ thứ hai. Certainly. Okay, cái này á, âm hai, âm thứ hai, cái từ thứ hai mình có thể đọc là certainly hoặc là certainly cũng được. Certainly. Mình không đọc, mình đọc. Tom certainly has a pen. Tom certainly has a pension.
Pension là chi em Tâm biết không? Chị không biết nè, để chị đi tra từ điển. Google. Pension là cái gì? Thôi chị Google tiếng Việt luôn, cho muốn tiếng Việt luôn. Hưng lương hưu. Ok. Pension là lương hưu. Bên đây mình biết cái này là lương hưu. Ok, bên đây mình học thêm từ mới nữa nè. Lương hưu. Tom certainly has a pension. Pension. Next. Tom and Mary talked about what had happened. 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 Okay. Well, thank you. Có được hết. Mary talked about what had happened. Mr. Simple, you are almost there. Sam Phạm. There you go, Mary. Got it. Okay. Next. Next. I want an peach. Trời, hết nghe rồi. Ok, nghe rồi. We are waiting for you, Timmy. Where are you? Should be typing. I want an MP3 player. Hello? I'm here. Yes, I can hear you. Okay. I want an MP3 player. I want an MP3 player. Play. Exclamation mark. So next, how much are these designer frames? Okay. How much are these designer frames? Okay. How much are these designer frames? How much are these designer frames? Toàn san phộn dữ quá ha. Câu tiếp theo. Câu số 9. Okay, so next. Don't blame me for your mistakes. Don't blame me for your mistakes. Okay. Don't blame me for your mistakes. Okay. Hết rồi. Trong đi chữ của em không hiểu. Tâm ơi. Oh, I don't know. On the work frame. Frame. Phong mấy bạn. Designer frames. Là những cái frames là những người thiết kế nổi tiếng thiết kế đó, những thiết kế riêng đó. Designer frames hoặc là designer clothes, những đồ của những nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng ra chứ không có làm bán hòn lọt như là trong chợ mình. Ok, chắc vậy. Nói lại chữ pension, nói lại mình nghe thử, nói lại chị nghe thử có nghĩa chi? Lương hưu. Chị cũng mới học từ đây nữa, lương hưu.
Ok. Em mà không có câu hỏi chi nữa thì chị của người tiếp theo ha. Yes, thank you very much, Bonnie. Thank you so much for waiting too. Okay. Have a nice weekend. Okay, thank you, Owen. Okay, bây giờ mình cho mình gọi người tiếp theo nghe. Mr. Simple, nãy giờ mình gọi mà không có. Câu gì kìa? Xong gọi nghe vô, gọi với mình gọi whole class phụ nghe nè. Cozy, he's too busy eating pizzas. Pizza. Mr. Simple. À, gỗ cho mình dùm cơ. Để mình add trước khi mình gỗ ha. Okay. Hello, Mr. Simple. Hello, Mr. Simple. Can you say something? Hello, cô Bội Nghi. Hello, everyone. Ok, kêu cô là mình chịu nè. Ê, nước sao talk lại bọn ơi. Nước sao talk. Ok, good. It's okay now. Mình cũng nghe nghe. Mình cũng nghe bạn lợi. Chắc đỡ. Hết về cô chưa? Hết rồi. Who cares? Nhiều tuổi hơn cũng đâu có đen, phải không? học sinh thì gọi là cô thôi. Mình gọi là cô là đi xuống nghe, mình không thích gọi là cô. Ok, đừng cười nữa kìa. Kìa đừng cười nữa, đặt bừa đi. Mình phải đặt bừa. Bọn ơi, bọn ngó qua Skype xong rồi đặt mấy từ như lên ha. Cùng nữa là default á. Bọn ơi, bọn đặt có số 10 kìa. Hello. Ok. Ủa, còn nghe không? Còn, đặt đi, có số 10. Okay, here you go. Okay, here you go. Okay, period, and then here we go. bạn Tiger ở dưới đừng làm mình phân tâm nha. Để mình tập trung. Không đọc sai. Cô SK này cho ăn cái bếp. Next one, I'm waiting for the next one. He looks like an honest man. Honest man. Giống như honest. Mình không nghĩ là cái nó là I'm short E đâu á. Mình nghĩ là I'm short I cho nên nó phải đọc là honest. Không phải honest. Nest. Không phải rứa. Honest. 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 Okay. Tại vì I'm short I đó. Nhưng mình nếu mà I'm short E thì mình đọc lên. Honest. Nest. Không đúng. Honest. Honest. Rất lộn chứ, chữ L với N lộn hả? Honest. Honest. Nest. Nest. Honest. Honest. Okay. Honest. Are you from the north? Được chưa? Yes. Đọc lại cả câu này nhé. He looks like an honest man. Mm-hmm.
When do you expect him back? When do you expect him back? Expect. Him. When do you expect him back? Back. บางทีก็หลอกตะเหลือไงฮอมราback hôm nay đổi sang tai châu rồi bạn ơi bạn đọc lại lần nữa mình chưa nghe ổn hết một câu bạn đọc lại lần nữa đi when do you expect him back expect him back expect him back how much does this cost How much does this cost? How much does this cost? Cost. Cái câu này nghe ngộ ghê ta. How much does this cost? Cái này người ta dùng rất là thường xuyên đấy chứ. Người kêu là how much does this cost? Cái câu tiếp theo kìa. Oh, câu tiếp theo mình cũng hiểu. Thug and minor. Mình cũng hiểu nữa. Để xem trình mấy bạn ở dưới thai kiểu gì. Thì mình đọc đi, mình đọc đúng. Đi. Thug and Niner. Liner. No. Bạn đặt lộn chữ L với chữ N rồi. Liner. Thug and Liner. Huỳnh Tuấn có ăn gian không? Sao biết câu này? Thug and Liner. Cái chữ này có nghĩa là F. Physically unattractive person with a physical attractive friend. Ý là một người thì không có attractive, mà một người thì attractive đi với nhau, phải không? Có nghĩa đó, phải không mấy bọn? Thì mình cua cái giải thích này nè. Everyday expressions. A physically unattractive person. With a physically unattractive person attractive thì mình nói nữa đó, ví dụ như có một người không có được hấp dẫn cho lắm, làm bạn với một người rất là attractive nên người ta gọi là thug and liner, vâng mình đoán vậy. Có nghĩa là có hai người đi với nhau à? Chắc phải. Ông mình cái từ ni mình chưa gặp lần mua hết á, thì dựa trên cái cao cái nghĩa thì mình đoán một đứa. Nếu bọn nghĩ ra phải đúng không? Handsome kêu dắt kìa. chắc đúng rồi á. Thug and liner. Là thug là unattractive phải không? Còn liner là cái người mà attractive. Thug and liner. Thug and liner. No, liner, chứ không phải niler. Liner. Liner. Chắc là bọn đi ở miền Bắc rồi. Liner, thug and liner. Okay. Vậy là hợp tốt thua rồi, thua chị. Mấy bọn nghe mình giải thích thì mình giải thích chú thôi, có ý kiến gì thì nhớ nhắc mình nghe, mình sơ thì mình không biết mô á, tại mình chưa thấy chữ ni bằng mô. Mình đặt câu tiếp theo. I wonder if I should answer his letter. No, letter. Okay. I wonder if I should answer his letter. Ok, should đi là không đúng rồi, đặt lại. Should. Ok, should.
Should. I wonder if I should answer his letter. Không phải should nữa. Should. Should. I wonder if I should answer his letter. I wonder if I should answer his letter. Letter. Mà riêng có nhiều khi mà bọn đọc được, mà có nhiều khi bọn đọc thành chữ N đó. Kỳ hả? Letter. Okay. Ừ. Rồi, mình quốc câu đi sao? I bought a pen for your birthday present. I bought a pen for your present. I bought a pen for your birthday present. I bought a pen for your birthday present. Mm-hmm. Birthday present. You'd better go home at once. You'd better go home at once. Từ này có nghĩa là này, câu này có nghĩa là này. You'd better go home at once. At once. Chắc thanh niên này bỏ nhà ra đi. Ồ, bạn tốt hơn là nên về nhà ngay bây giờ. Ok, cảm ơn bạn US. Ừ, đặt câu tiếp theo. Ok, cái cúm at once là ngay bây giờ, sis. Ồ, mình không hiểu thì mình nói ủa đó. Thì các bạn kia kêu là tốt hơn hết là mình nên về nhà ngay bây giờ. Right now. Nghe tập cấp. Mình cũng không đọc nha. Theo mình dịch là... Cozy ở đây giúp mọi người trong đây đây. Và không? Immediately. Mình có cái kêu là immediately. Là mình nghe lập tức. Đúng rồi á. Today is my birthday. Really? Today is your birthday? Yes, today is my birthday. So, do you give me a present? No. Give me a present, please. I would give you a number like 19. Read the 19. That's your present. Câu 19 đó, cho bạn câu 19 đó, present đó đặt đi. Còn đặt tiếp câu 19 đi. Present. Ok. Do you have memory card for this camera? Camera. Do you have memory cards for this camera? Cards. Do you have memory cards for this camera? Cards. Cards. Đọc tránh lẫn với cần cards. Okay. Cards.
khác nhau là cái ending sau này á, là âm voice, còn cái âm kia là âm voiceless. Cho nên khi mà mình đọc chữ ni á thì cái vô vowel ở trong nó mình kéo dài ra chút nữa, card. Còn cái ni là sao? Cart, 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 right, cart. Giống như mình đọc art, art, card, and cart, cart, art. Mình hiển ngắn là thôi. Cart, cart, đọc thôi được. Cart. Bạn handsome không học bài nghe, mấy cái này là lý thuyết á, cơ bản đó mà không học nghe, qua đi học lỡ đi á. Ok, mình xong rồi thì mình đọc qua cà phê mùi ha. Cô giáo dạy hai thế mà không chịu học làm sao? Nhanh nhanh, bọn còn hơi cao nữa đó. The bone is sticking out at an angle. No, angle. 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 Angle, angle. I'm sorry. The bone is sticking out at an angle. Angle. Cái này đặt lên, đặt lên. Bone. Bone. The bone is sticking out at an angle. Okay. Bạn đặt, đặt chỗ này mình nghe nè. Phone. 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 Phone gì? Oh, bạn đặt long o đi. Oh. Phone. 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 Oh. Bone. 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 The bone is sticking out at an angle. Is sticking out at an angle. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Sticking out là gì à? Là nó bị lồi ra hả? Và không mấy bạn sticking out là nó cái xương nó bị gãy xương à? Sticking out là nó ven, nó bị ven thì nó đưa ra mùa đó, phải không? Nó bị lồi ra, đúng rồi, nó bị lồi ra, đúng rồi. Bị lồi ra. Ai chắc ai kiếm cái kinh dị quá. Okay. Dick Tyson. Bạn đọc từ câu 21 kìa, câu cuối cùng của bạn kìa. Của last present đó, câu cuối cùng đó, quà đó, cuối cùng đó. You are so mean. You had better do as the doctor advised you. Okay. Chữ này á, chữ này á ha, mình đừng có đọc s, mình đọc là as. As, bạn ơi, đọc lại đi bạn ơi. As. As. You had better do as the doctor advised you. Ý, các bạn phải cười miết nghe. Đặt đi bạn ơi. You had better do as the doctor advised you. Đó kìa, mình không cười nghe. Bọn đi cười miết á, mình không cười nghe. As the doctor. Ok. Bạn đọc lại lần nữa. Em đang tập trung cô HK, đừng làm em mắc cười. You had better do as the doctor advised you. Okay. You had better do. You had better do it as the doctor advised you. Had better. Had, mình giảm giảm chữ đi, sao mình đọc chữ had, mình giảm giảm có cơm cuối cùng đó. Had better. Had better. Ví dụ như bạn single quan trọng chữ ending sau quá đó, mình đọc mạnh quá đó, khi mình bắt qua chữ thứ hai thì còn vương vắng âm ending sau nghe cực cục. Had better. Không có had better mà had better. Had better.
had better. Đạt had better. Đạt đó thì người ta cũng 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 khó hiểu bạn thôi, nhưng mà ngán kỳ quá. Ngán kỹ như thì á, giống như họ biết mình còn ác rồi mình còn mới tập phạt á. Mình phải tập cho tốt hơn. Had better. Had better. Một lần nữa nè. You had better do as the doctor advised you. You had better. I'm sorry. You had better do as the doctor advised you. Okay, good. Okay, phải có cơ hội với mình không? Không hội thì mình đi xuống. Ông quay lại, bạn đi xuống. Can you give me another present? No, no, no. Hết rồi. hết rồi. Đoạn cái chuyện đó cao thôi. Không không nhiều nữa. Mình mấy người kêu mình không phê hay kìa. Don't make me feel okay, sad in my birthday. It's not your birthday. You're lying. That's not your birthday. Today's not your birthday. Ok, thôi giỡn á, mình phải gọi người tiếp theo ha, cảm ơn bạn. Ok, good night. That's how it's done. Ok. Người tiếp theo chứ. Mình chưa có post lên hình tấn viết được câu tiếp theo ha rứa. Kỳ nghe. Really? What happened? Hình cứng. Em mà em biết được đó. Ở lần đi tiếp theo nữa đó bọn. Google ở đâu trong Google mà có. Hey, cho mình hỏi người nào là người tiếp theo. Who is the next person on the line? Because I can't see. Can someone help? Anh Hiếu, okay. Hello, anh Hiếu. Hello. Hello, Bụng Nhi. Hello, how are you? I'm good. How are you? Okay. Mute power talk, please. Mirror, ma. Okay. Yeah, you tricked it. You lied. Sorry. Để mình coi hỏi tới cho mô ha. Có 24. 24 à? Okay. What happened? What's wrong with you, Hình Tuấn? How do you get that? Okay. Tân Hiếu, Tân Hiếu nhìn qua bên kia giúp mình ha. Mình đọc câu tiếp theo câu hôm qua kìa. Okay, chances free. Okay, actually, I don't eat meat. Mm-hmm. Everyone help me. To write. Okay. Okay. Mình bạn Hiếu đọc đúng rồi. Bây giờ bạn Hiếu đọc liền 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 chữ lại, đừng có đọc rồi rọt ra nữa được không? Okay. Actually, I don't eat meat. Okay. Good. More time. Actually, yes. Okay. Well done. Okay. It seems to me that you are honest. It seems to me that you are honest. Okay. Bây giờ đọc chậm rãi nhưng liền 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 những chữ lại không có được nghĩ giữa những chữ với nhau. Ok. Yes. Okay. Okay. Like, let me read it first. It seems to me that you are honest. Okay. Thử một lần nữa, lần cuối cùng này, đọc liền vô, ok?
It seems to me that you are honest. It seems to me that you are honest. Okay, I cannot do that. Okay, let me try one more time, okay? It seems to me that you are honest. Mm-hmm. It seems to me that you are honest. Okay. She loves cat. She loves cats. Okay, can you love him and that blah blah honest, you know? She loves cats. She loves cats. She loves cats. Mm-hmm. She loves. Loves cats. She loves cats. Day is the time when it's light outside. Day is the time when it's light outside. Okay. Day. Day is the time when it's light outside. Mm-hmm. It is light outside. It is light outside. Okay. Okay. Day is the time when it is light outside. Okay. Then I'm going to type it here. Difficulty. Khó nghe lắm hả? Okay. Day is the time when it's light outside. I have to go soon because I left the engine running. Mm-hmm. I have to go soon because I left the engine. Engine running. I have to go soon because I left the engine running. Yes. I have to go soon because I left the engine running. Okay, chị đi ha, đặt sơ rồi á, không phải đặt soon mà là soon. 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 Yep. Soon. I have to go soon because I left the engine running. The engine running. The engine running. Mm-hmm. Bạn đọc câu cứ nhắc nhắc mấy thôi. Bạn go soon because I left the engine running. I have to go soon because I left the engine running. Mm-hmm. One more time. I have to go soon because I left the engine running. I have to go soon because I left the engine running. Good. Đọc lại chữ light này giúp bạn nghe. Light. Light. Huh? Okay, light. Yeah, when this word beside the sentences, I cannot now the right. Correctly. Okay. When are you going to? Okay. One more. Were you going to railway station when I saw you? Okay. Tại sao mà có vấn đề với chữ S này ha? Soon saw. Đừng có cong lưỡi lên làm âm đi chứ. Saw. Okay. Saw. Good. Were you going to railway station when I saw you? Okay. Đọc rõ ràng ra này cho mấy bạn. Were you going to railway station when I saw you? Để mình đi coi thử có nhảy không ha. Tại gian mà câu vừa rồi nó không được. Hai ba hai. Ok. Ô nhảy hồi nào. Câu này nó nhảy rồi. Để mình kiếm câu này cho bạn đọc ha. Sorry mấy bạn nãy giờ type miết.
Ê, hơi 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 được. Được. Bây giờ bạn đọc lại comment nè. I don't see. Cảm ơn bạn chi vừa rồi mới nhắc ha. Okay, he bought a book. 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 Yes. It's too hard. It's 2:30. Okay. It's 2:30. Thirty. The more 30. It's 2:30. Yeah, it's 2:30. Nói lại cho nó giống người Mỹ nói nhá. Nói. Okay. Yeah, okay. Câu ba kêu tiếp theo. Congratulations, that's fantastic. Fantastic. Congratulations, that's fantastic. Ok, nói nữa là anh này, không sao rồi á. Congratulations, that's fantastic. Congratulations, that's fantastic. Cái là âm đầu tiên á, đâu cần mình cũng, đâu cần mình xuống thấp như cái còn không lắm đi. Bình thường thôi, congratulations, that's fantastic. Congratulations. That's fantastic. 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 Congratulations. Fantastic. I met him by chance in the train this morning. I met him by chance in the train this morning. This morning, đừng có thêm vô. Yeah. Okay. I met him by chance in the train this morning. Okay. Các bạn nice smile tưởng đang thiếu đọc là I met him kìa. Bạn đọc lại. I met him by chance in the train this morning. This morning. I know that it is highly unlikely that anyone knows me. Okay. I know that it is highly unlikely that anyone knows me. Okay. Bây giờ đọc mọi người viết câu nói dùm đi. Dùm đi. Viết dùm đi nhanh tay rồi mình đọc câu tiếp trên. Okay. Hai chị Tammy. Bạn Hiếu ơi, bạn Hiếu đọc chữ mi ha. Chữ mi đọc là train. Sao nghe giống chờ train. Rất là chữ này đọc em. Train. Cái thiệt á, hơi cái này á, em không biết đồng sữa đang á, chị ơi. Tự nhiên em muốn đón là em vào học á mà. Train. Em lý thuyết rồi, em qua đi học rồi. Em biết đọc mà, biết sữa. Train, giống như đây, để mình train. Hơi cái này. Train. Vì hay đọc là train, em là train. Em nhớ là lý thuyết. Và đang nghe lại âm T á là âm voiceless, âm R nó là âm voice, nhưng mà theo cái quy luật đó là đào tạo là âm R này á bị giảm xuống, không có là voice mạnh như nữa, nhưng mà là thành một âm voiceless, phải không?
Mấy bài không nó rất là sao không? Nó rất là sao không HK? Okay. Okay. Train. Chains and chain. Chains and chains. Anh không nghe o nhiều thôi. Train. 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 Oh yeah yeah, lướt đó, lướt đó. Ở đây lùng ở đây train. Train. Train, lướt được chưa? Train. Train. Lướt được chưa? K hay là sơ rồi? Train. Train. Không lại lên rồi nhưng mà lại nó âm o nó không ra mạnh. Train. Okay. Train. Okay. Mình nghĩ qua đi, mọi người không biết đồ giúp từ đi. Vô lớp mấy bạn thưa giúp mấy bạn nó quen thuộc với những gì, cũng như chỉ quen thuộc với mấy bạn cũng bị chia tiếng Anh thôi. Nghe không biết bài mấy bạn. Ok, thôi, không biết bài cho nó. Cho mọi người skip trận đó ha. Mình qua chữ khóc. Ok, chữ World Cup tiếp theo. Chị mơ không biết đồng gì thích đèn hết. Câu này hình như ai chưa ai viết ra phải. Câu 36. Câu 36, câu 36 đọc lại đi. Ok. I know that it is highly unlikely that anyone knows me. I know that it is highly unlikely that anyone knows me. Ai để mình ghi đạt cái version của mình ghi để bạn hiểu thầm phổ ha. I know that it is highly unlikely that anyone knows me. Okay. I know that it is highly unlikely that anyone knows know me. Unlikely, chứ không phải là unlucky. Unlikely. Okay. I know that it is highly unlikely that anyone knows me. Okay. Đúng rồi mà, lại nhảy con. I know that it's highly unlikely that anyone knows me. 1, 2, 3, 6. Ê, cái bạn nó sao post cái câu nó hoài vậy? 1, 2, 3, 6. Rồi, ai viết sai rồi? Chắc là bot không thích bạn symbol rồi. Tại bạn symbol nãy cười nhiều quá nên nó không cho đâu. Đúng là phải rồi.
Đọc câu 37 đi bạn Vân Hiếu. Ok. Give someone an inch and they will take a mile. Ish, hơi cái S. Ok, rồi mới tới cái SH này. Sensation. Sensation. Mm-hmm. Sensation is a physical feeling. Okay. Sensation is a physical. Chỗ này cũng là short I đó. Physical feeling. Cho qua rồi phải không? Mình đọc câu 39. How many quarts? In the a gallon. How many quarts are in a gallon? How many quarts are in a gallon? Quarts. How many quarts size in the garden? Quartz. How many quartz are in a garden? How many quartz are in the garden? Chữ quartz nữa đó các bạn. Quartz. How many quartz are in the garden? Có nhỏ, một cái nhỏ nó là cái quartz. À, tiếng Việt để mình cua để mình dịch luôn ha. Tiếng Việt muốn à nếu à lít hả? Phải gam. À, giống như đơn vị đo thể tích đó. Nhưng mà cũng bọn em không biết tiếng Việt. Muốn chữ này. I can't get it. Okay. À, bạn ơi, bạn cùng. Okay, please do that again. Please do that again. Do that again. Please do that again. Please do that again. Okay, next. Why don't you come over after work for dinner? Why don't you come over after work for dinner? For dinner. Có người hiểu nhầm. Why don't you come over after work for dinner? Dinner. Oh, câu này kỳ cục á, mình cần dấu chấm. Bị lộn á, dấu chấm á, không phải à. Như thế, lúc đầu tưởng là câu hỏi á, for dinner, but I don't see the dot. Okay. Trên này, à, hồi nãy giờ là mình bạn phải đọc những cái từ mà mình nói đó kìa, phải đọc nhiều ha, bạn Vân Hiếu. Gọi người tiếp theo ha. And good night. Okay, thank you. You're welcome. Cho mình mời bạn Tiger, Angry Tiger. Và Angry Tiger còn mô ra không? Nhưng còn mình gọi người tiếp theo. Ok. Tiger. Hello, cô mọi người. Hello, Tiger.
Do you have anything to share with us today, Mr. Tiger? No. No? Nothing. Did you do anything fun today? No. Why not? Why not? Okay. I didn't go out today. Okay, I see. So let's meet. Let's get back to my job. What's up, Miss? Or Mrs. Or Miss Lak Lam Hom. Yes, she is a singer without equal. 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 Cái mình không hiểu nghe giúp mình giải thích câu này nghe. Này nghĩa là rang mọi người. She is a singer without equal. Nghĩa là đen. Chữ equal này á, mình không có hiểu. Equal. Okay. Cảm ơn HK. Hồi nãy mình gặp cái gì rồi. Ok. Câu 43. I have to buy a new carpet for this room. Pension, đúng rồi, thế nào nghe. Ok. I have to buy a new carpet for this room. Carpet. Để mình đi cua hơn. Carpet. Giống như chữ nó không phải là short e mà là short i. Mình không đọc là carpet mà carpet. 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 44.